Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Phi Điệp Wedding. Kênh cung cấp tất cả các kiến thức cho mọi người trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, đám hỏi. Chủ đề ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người là giữa hai cái hình thức là tổ chức đám cưới trong khách sạn và dựng rạp cỡ lớn để tổ chức đám cưới. Thì tại sao mình lại phải lựa chọn giữa một trong hai hình thức này? Ưu nhược điểm của mỗi hình thức và mình nên lựa chọn cái hình thức nào phù hợp với từng cái hoàn cảnh để cho nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ với mọi người là cái ưu nhược điểm của tổ chức tiệc cưới với dàn cỡ lớn. Thường dàn cỡ lớn thì người ta hay thường gọi là dàn nhà dàn không gian. Cái ưu điểm của nhà dàn không gian là cái khẩu độ và cái diện tích của nó là rất là lớn nên có thể phù hợp với các cái sự kiện và tiệc cưới lớn. Bình thường cái kích thước trung bình của nhà dàn không gian mà hay sử dụng cho tiệc cưới hoặc sự kiện thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 24 trên 30 mét. Đầu tiên mình sẽ đi vào cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất của việc sử dụng nhà dàn không gian để tổ chức đám cưới là thời gian rất là thoải mái. Mình có thể kéo dài trong khoảng 2-3 ngày. Thứ hai là có thể mời được số lượng khách mời rất là lớn, thậm chí là những cái lượng khách mời mà khách sạn không thể đáp ứng được. Ưu điểm tiếp theo là có thể chủ động hoàn toàn trong việc tổ chức mà không cần phải theo các cái quy định riêng của nơi mình thuê như khách sạn hoặc là nhà hàng. Thứ hai nữa là có thể linh động trong cái khâu sắp xếp cũng như là chuẩn bị đón khách, bố trí cho khách mời. Một ưu điểm rất là lớn nữa của việc tổ chức đãi tiệc trong nhà dàn không gian cỡ lớn là nó tạo được cái không khí rất là gần gũi, thoải mái giữa các khách mời với gia chủ, vì hoàn toàn là cái không gian của gia đình. Thứ hai nữa là nó tránh cái chuyện là các khách mời ngại khi mà đến các khách sạn 5 sao. Nếu mà với những người không có tài chính dư giả hoặc là ví dụ người già thì khi mà được mời đến khách sạn 5 sao ăn cỗ cưới ấy, thì thường cảm giác người ta sẽ ngại. Ưu điểm tiếp theo là cái phần cỗ cưới là do mình chủ động chuẩn bị nên cái chi phí nấu cỗ là sẽ rẻ hơn của khách sạn và do đó là có thể đẩy vào cái phần thực đơn cao cấp hơn hoặc là dùng những cái nguyên liệu cao cấp hơn. Cái lý do nữa mà nó cũng không hẳn là lý do nhưng mà theo mình thấy ấy, là cái việc mà khi mà gia đình đã bỏ ra một cái chi phí rất là lớn để tổ chức đám cưới mà làm rất là đẹp như thế thì trong cái thời gian mà mình có thể sử dụng được trong khoảng 2-3 ngày như thế, tức là nó cảm giác là nó tận dụng được tối đa cái chi phí bỏ ra cho phần trang trí, cho phần decor làm đẹp. Rồi xong ưu điểm rồi thì giờ mình sẽ qua các cái nhược điểm nhé. Nhược điểm đầu tiên mọi người có thể thấy ngay chính là cái rủi ro về thời tiết, đặc biệt là trong những thời điểm mà dính vào mưa bão thì thậm chí nó có thể là tất cả những công sức chuẩn bị là sôi hỏng bỏng không, bỏ đi hết. Một cái nhược điểm thứ hai nữa mà theo kinh nghiệm mình ấy, khi mà tổ chức các cái tiệc cưới kiểu như này thì mình thấy là thường để mà có một không gian thật sự lớn ấy, đủ lớn để mà dựng một cái rạp cỡ lớn và đón toàn bộ khách mời trong đấy ấy, là khá là khó, mà thường sẽ phải bổ sung thêm những cái rạp phụ bên cạnh hoặc là những không gian nhỏ hơn bên cạnh để đồng thời tổ chức trong tiệc cưới, thì như thế là cái không gian nó sẽ bị tách nhỏ ra và những cái khách mời ở những cái khi mà phải ngồi ở những cái phần không gian phụ đấy thì sẽ cảm giác là không được trân trọng hoặc là không được tôn trọng như là những cái khách mời ở trong những cái không gian chính kia. Đấy là một cái vấn đề tương đối tế nhị. Nhược điểm tiếp theo mà vô cùng quan trọng là cái chi phí để mà làm cái rạp cỡ lớn này này thường là sẽ cao hơn chi phí tổ chức cho đám cưới ở trong các khách sạn nhà hàng. Mình sẽ liệt kê một số các cái vấn đề mà nó có thể ảnh hưởng đến cái chi phí mà làm đội chi phí lên so với khi tổ chức trong nhà hàng. Đầu tiên với cái khu đất mà mình tổ chức làm rạp ấy, nếu mà nó là mặt phẳng giống như là sàn xi măng hoặc là sân sàn nhà máy hoặc là sân trường học ví dụ như thế thì là nó phẳng sẵn rồi, nó là bề mặt sàn xi măng sẵn rồi thì rất dễ xử lý. Nhưng mà với những cái mà miếng đất hoặc là ví dụ sân cỏ hoặc là miếng đất nó nhấp nhô, nó không phẳng đấy, thì đầu tiên là sẽ phải xử lý làm phẳng toàn bộ cái phần đất mà mình sẽ dựng rạp. Thứ hai là sau khi làm phẳng ấy thì mình sẽ có thể là sẽ phải làm trải ván gỗ cho nó hoặc là ván nựa nhựa pallet hoặc là các hình thức để nó tạo thành một cái bề mặt nhẵn phẳng cứng, tránh cái chuyện lồi lõm hoặc lún đấy, sụt lún khá nguy hiểm. Thứ hai nữa là sau khi mà có cái bề mặt sàn cứng đấy rồi thì mình lại phải trải thảm hoặc là trải thảm cỏ để làm đẹp cho cái bề mặt đấy. Sau nữa là mình sẽ mất một cái chi phí tương đối lớn để thuê rạp này, mất chi phí để thuê bàn ghế này. Những cái này là nếu mà vào khách sạn thì sẽ không mất nhé. Chi phí tiếp theo nữa là cái này là nếu mà làm trong khách sạn thì cũng sẽ có, là chi phí âm thanh ánh sáng. Nhưng thường trong khách sạn thì thường
thường là chỉ có thể là chỉ cần ánh sáng thôi cũng được, âm thanh có thể dùng hệ thống âm thanh sẵn có ở trên khách sạn nếu mà mình không thuê ban nhạc hoặc là không cần hệ thống âm thanh quá xịn. Nhưng mà với cái nhà rạp không gian ấy thì mình bắt buộc phải thuê cả âm thanh và ánh sáng, và đều phải là những hệ thống âm thanh ánh sáng mà có công suất lớn thì mới có thể đáp ứng được với cái không gian rất là rộng và không gian nó bị loãng ở phía bên ngoài ấy. Đấy, cái không gian mà nếu mà ở trong khách sạn là không gian bốn bức tường kín ấy thì cái công suất của hệ thống loa cũng như hệ thống ánh sáng là nó sẽ vừa phải hơn so với cái việc là cái không gian loãng như kiểu không gian bên ngoài. Chi phí mà trang trí và decor ấy thường cũng sẽ phải mất nhiều hơn so với làm trong khách sạn, vì bản thân cái rạp cỡ lớn đấy ấy, nó không đẹp như là không gian trong khách sạn. Bạn tưởng tượng khi mà vào trong khách sạn ấy thì không gian của họ là đã đẹp sẵn rồi, thì kể cả mình trang trí có vừa phải hoặc là trang trí đơn giản thôi thì bị bản thân không gian nó đã đẹp, đẹp sẵn rồi. Còn với một cái rạp khi mình dựng lên ấy thì nó chỉ là các khung sắt, nó chỉ là mái bạt đấy, rồi sàn mình phải xử lý. Thành ra là để cho nó đẹp được ấy thì mình sẽ phải xử lý che phủ trang trí cho phần mái trần này, trang phí phần xung quanh này, rồi tiếp theo thì mới đến là cái phần trang trí như là các cái gói trang trí như trang trí sân khấu, trang trí đường dẫn lên sân khấu, trang trí khu chụp hình, backdrop chụp hình, trang trí cổng hoa. Đấy, thì như thế là cái phần chi phí cho trang trí là nó đội lên tương đối nhiều so với ở trong khách sạn. Tiếp theo là cái chi phí mà tất cả cái chi phí phát sinh liên quan đến cái phần nhà rạp và cái lượng khách mời rất là lớn, thì mình có thể liệt kê ra như là chi phí cho nhân viên phục vụ, phần nhân viên phục vụ tiệc này, nhân viên điều phối tiệc này, dựng rạp cho nấu cỗ này, thuê nhà vệ sinh di động này, tính toán đến nơi đỗ xe cho khách này. À, nếu mà cẩn thận hơn nữa ấy, thì mình còn có phải có xe cứu thương này để sẵn sàng nếu mà có trường hợp khách có vấn đề gì xảy ra này, chi phí cho bảo vệ này. Đấy là nếu mà những gia đình mà có điều kiện và muốn cẩn thận hơn với hoặc là lượng khách quá đông. Ngoài các cái phần chi phí phụ trội ra so với tổ chức trong khách sạn ấy thì có một cái nhược điểm nữa ấy, của cái việc dựng rạp này là cái thời gian dựng rạp rất là kéo dài. Nhưng mà riêng thời gian dựng rạp và chuẩn bị cho phần decor trang trí ấy, nó đã phải rơi với mất khoảng tầm 1 tuần rồi, từ 4 5 ngày cho đến 1 tuần. Sau đấy nữa là cái thời gian mà mình sẽ tổ chức ăn cỗ và tiệc có thể khoảng 2 3 ngày nữa, thì cái thời gian nó sẽ rất là kéo dài. Có một cái lưu ý của cái dựng rạp cỡ lớn này ấy, làm ngoài trời này ấy, là cái hệ thống ánh sáng nó chỉ phát huy tác dụng khi mà buổi tối nhé. Còn nếu mà ban ngày thì kể cả bạn dùng hệ thống ánh sáng rất là mạnh, công suất rất là lớn, thì tất cả các cái hệ thống ánh sáng đấy nó thường cái tác dụng nó rất là yếu, vì ánh sáng mặt trời bên ngoài quá lớn nó sẽ át hết tất cả cái ánh sáng của cái hệ thống ánh sáng đi đi theo trang trí cho rạp. Nhược điểm tiếp theo ấy của cái việc dựng rạp ngoài ngoài trời ấy là vì trời trời nóng, ngoài cái việc là phải có hệ thống điều hòa và làm mát thì mình còn phải để ý nữa là phải chuẩn bị rất là nhiều đá và nước giải khát. Ngoài là cho khách mời thì còn là cho hệ thống nhân viên phục vụ này, cho nhân viên nấu cỗ này, và rất nhiều những cái con người đi theo của các cái nhân viên của các bên về làm rạp, các bên trang trí decor. Ngoài ra là vì cái thời tiết nóng ấy thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng đồ ăn. Cái cuối cùng ấy là vì thời gian tổ chức lâu này, khi mà mình bật âm thanh ánh sáng cỡ lớn này thì là sẽ có thể ảnh hưởng nhiều đến hàng xóm với dân xung quanh. Nên cái này là cũng là một cái mà mình sẽ phải nghĩ đến khi mà muốn tổ chức rạp. Chính vì thế trước khi mình có ý định tổ chức tiệc cưới thì mình nên gặp tất cả các gia đình hàng xóm xung quanh cũng như là chính quyền để mình xin phép và mình đặt vấn đề trước. Mình cũng giống như là mình xin lỗi trước mọi người ấy, để vì những cái mà bất tiện hoặc là những cái mà có thể gây ảnh hưởng đến đến hàng xóm trong cái thời gian mà mình tổ chức cái tiệc. Rồi mình đã đi qua một loạt tất cả những cái ưu điểm cũng như cái nhược điểm của việc tổ chức rạp cưới cỡ lớn. Thì bây giờ mình sẽ so sánh qua một chút so với nếu mà tổ chức ở trong khách sạn nhé. Thứ nhất là trong khách sạn ấy thì mình sẽ có cái cảm giác nó sang trọng hơn, đặc biệt là trong các khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Ngay từ khi người ta bắt đầu đi vào khách sạn này, rồi người ta đi vào phòng cưới này, người ta nhìn các cái trang hoàng này, đấy thì cảm giác nó sẽ sang trọng và nó có cái gì đấy nó hoành tráng hơn. Nhưng mà thật ra cái đấy cũng cũng không phải là quá quan trọng, tại vì thật ra bây giờ nếu mà với những cái tiệc cưới mà làm ở nhà ấy hoặc là những cái rạp cỡ lớn ấy, mà nếu mà đầu tư vào phần rạp và phần decor nhiều tiền ấy thì thật ra là cái ấn tượng đấy nó cũng không phải là quá chênh lệch nhau đâu. Có nhiều cái tiệc mà làm ở khách ở nhà ở rạp cỡ lớn ấy nhìn nó cũng sang trọng không kém gì trong khách sạn 5 sao cả. Thứ hai nữa là làm trong khách sạn ấy thì thường là các cái dịch vụ mà đi kèm là nó sẽ đạt tiêu chuẩn và nó đồng bộ, ví dụ như là nhà vệ sinh, ví dụ như là sảnh đón khách,
rồi là ví dụ khi mà nơi chuẩn bị trước khi vào tiệc, khu các cái bàn tiệc để uống trà nước đấy, hoặc là nói chung là các cái dịch vụ đi kèm là nó rất là đồng bộ và nó đạt tiêu chuẩn. Vấn đề nữa là nó liên quan đến phần trang trí và phần decor, là nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn, ánh sáng đạt hiệu quả cao hơn. Cuối cùng thì mình muốn đưa ra một số cái lời khuyên cho cô dâu chú rể. Nếu sử muốn sử dụng cái phương án là dựng rạp cỡ lớn để làm tiệc cưới, đó là cái đầu tiên và quan trọng nhất ấy, đối với cô dâu chú rể ấy, là mình phải thuê wedding planner hoặc là cái đơn vị mà tổ chức tiệc cưới có kinh nghiệm trong cái việc là làm rạp cưới cỡ lớn này. Vì không phải là wedding planner nào cũng có cái kinh nghiệm này đâu nhé. Thường các wedding planner ấy, theo mình thấy là hay hay làm trong khách sạn, hoặc là resort, hoặc là các cái nhà hàng tiệc cưới lớn. Thường họ sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc xử lý các cái tình huống mà có thể ảnh hưởng đến cái dạng, ví dụ như là thời tiết, ví dụ như là âm thanh ánh sáng ngoài trời, những cái vấn đề phát sinh hoặc là có thể ảnh hưởng đến an toàn cho khách cũng như là cho tất cả những người liên quan đến cái tiệc cưới. Thứ hai là luôn luôn phải có phương án B, phương án backup cho tất cả những cái vấn đề có thể xảy ra mà ảnh hưởng đến cái tiệc cưới của mình. Đưa ra các cái giải pháp cho các cái tình huống xấu có thể xảy ra. Một việc rất là quan trọng là mình phải chọn thời điểm để mà mình làm đám cưới. Tốt nhất là trong những cái thời điểm thời tiết đẹp, không dính vào thời điểm mưa bão, tuyệt đối tránh cái thời điểm mưa bão rất nguy hiểm. Một yếu tố tiếp theo ấy là cô dâu chú rể ấy, là phải rất là chú ý giữ sức khỏe của mình trong cái quá trình tổ chức đám cưới, vì thường kéo dài này, ở ngoài trời nóng nực này, rất là mất sức. Thành ra là cô dâu chú rể phải chú ý, luôn luôn chú ý là uống đủ nước này, điều hòa thân nhiệt này, rồi là luôn luôn ăn nhẹ để có sức khỏe để mà tiếp khách cũng như là di chuyển rất là nhiều trong cái thời gian mà tổ chức đám cưới ở ngoài trời như thế. Với những gia đình mà có điều kiện và có chi phí ấy, thì theo mình là nên thuê các cái dịch vụ outside catering của các cái bên mà chuyên về làm tiệc cưới lưu động, hoặc là của các cái khách sạn 5 sao hoặc là nhà hàng tiệc cưới lớn ấy, thì cái phần cỗ cưới họ sẽ chuyên nghiệp mà làm và sẽ đảm bảo cái chất lượng của cỗ bàn nó tương đương như trong các cái khách sạn 5 sao, cũng như là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, hay là cái cách họ họ xử lý các vấn đề cũng như là điều phối tiệc hoặc là ra tiệc theo món, hoặc là đấy, tức là cách họ làm nó sẽ chuyên nghiệp như là trong các cái khách sạn và nhà hàng cao cấp. Một cái lưu ý tiếp theo nữa là khi mà muốn tổ chức các cái tiệc ngoài trời như thế ấy, thì mình nên có cái xây dựng một cái chương trình hấp dẫn, tại vì cái thời gian của tiệc cưới là thường sẽ kéo dài hơn, nên mình phải có cái chương trình hấp dẫn để lấp đầy vào các cái khoảng thời gian trống, cũng như là ví dụ như là mình nên thuê thêm DJ này, mình có thể thuê bartender này, để đấy là những cái mà hấp dẫn cho các khách mời của mình, nhất là những cái khách mời trẻ mà thường sẽ ở lại lâu với cô dâu chú rể sau tiệc cưới ấy. Đấy, thì những cái đấy là những cái mà có thể mình nghĩ đến. Cuối cùng ấy thì mình có một cái lời khuyên nữa là mình nên thuê có màn chiếu hoặc máy chiếu hoặc là màn LED để cho các cái khách mời ở xa ấy vẫn có thể ngồi mà theo dõi được cái tiệc của mình. Mà đặc biệt lưu ý là nếu mà tiệc mà tổ chức vào ban ngày nhé, thì cái màn chiếu máy chiếu là nó gần như là nó sẽ không có tác dụng, nó sẽ rất là mờ. Thì tốt nhất là mình phải sử dụng màn LED thì là mới có thể khách mời vẫn có thể nhìn rõ được. Đấy là tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà chuẩn bị cho một cái đám cưới ở ngoài trời với cái những cái nhà dàn không gian cỡ lớn. Thì nếu mà tất cả mọi người có cái câu hỏi hoặc là có cái thắc mắc gì ấy, thì có thể đặt câu hỏi ở dưới cho mình để mình sẽ giải đáp tiếp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của mình. Mọi người nhớ like, share cũng như là subscribe cái kênh của mình để theo dõi tất cả những cái video tiếp theo mình chia sẻ về các cái kinh nghiệm tổ chức đám cưới, đám hỏi. Chào cả nhà.